cố gắng mạng yếu. Sao vậy ta? Đúng rồi. Wifi mà, wifi tiêu mà, sao cái mạng yếu thế vậy? Mười bạn đang xem livestream của shop nha. Bạn nào xem rồi thì nhanh tay xem liền ba group để xem liền ba group để chơi mini game nha. Rồi các chị và các bạn ơi, câu hỏi mini game hôm nay sẽ là con gì không có xương nha. Rồi em chào chị Diễm Nguyễn, chào chị Vivi, chào chị Trang Trần ạ. Chào các bạn và các chị đã xem đã thấy em rồi nha. Chia sẻ liền ba group giúp em nha các chị và các bạn ơi. Con kiến hả? Con kiến mà có xương đó mọi người ơi. Con cua vẫn có xương các chị và các bạn nha. Con cuốn chiếu, con sâu, con dương, con đường à? Con đường. Các chị và các bạn ơi, lưu ý phải chính tả giúp em nha. Tại vì chính tả có dấu, chứ có dấu thì em mới có thể công nhận đáp án của mình. Và đừng quên share ba rất bất kỳ nha. Các chị và các bạn nào có đáp án chung với đáp án của shop mà vẫn chưa share thì em không thể công nhận được các chị và các bạn nha. Rồi em chào Mỹ Miều, chào xương đầu, con luôn, con cua, con tim vẫn chưa đúng, chưa phải đáp án của shop các chị và các bạn ơi. Con ngực, con dung vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Con tôm vẫn chưa phải đáp án của shop, con gường vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Con gấp chưa phải nè, con đèo cũng chưa phải, con ốc chưa phải các chị và các bạn nha. Con đường chưa phải nha, con bạch tuộc chưa phải nè. Các chị và các bạn ơi, một con này rất gần gũi, rất quen thuộc các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn không cần đi đâu xa đâu, chỉ cần một con này rất là quen thuộc và gần gũi các chị và các bạn nha. Con sứa vẫn chưa phải đáp án được sắp nha. Con sứa, thấy em không chị thấy Vi Nguyễn nha. Rồi Mai Huỳnh, con sông vẫn chưa phải đáp án được sắp nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào đã thấy em rồi mình nhanh tay sẽ live stream ở chế độ công khai trên trang cá nhân để mình cùng nhau xem mini game nha các chị và các bạn ơi. Ok, nhanh tay tham gia mini game con gì không có xương mọi người ơi. Hôm nay sắp live nữa, 3 ngày sắp nghỉ đó, tranh thủ mua trong hôm nay mọi người nhá. Nhớ là 3 ngày tới là sắp không có live nên là ai mà chưa đặt rồi trong livestream này thì nhanh tay chúng ta chơi mini game, sau đó chúng ta cùng sàng những combo rồi trong con sữa, con giáp, con cờ chưa phải đáp án của shop nha mọi người ơi. Các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment giúp em, nhiều chị nhiều bạn sao mà ăn nói kỳ cục quá ha, chậm ngay nha. Rồi các chị các bạn ơi, xe liền ba rất bất kỳ để em chia sẻ để em có thể tham gia mini game. Mini game hôm nay với câu hỏi rất đơn giản, con gì không có xương ạ? À? Rất nhiều con không có xương, nhưng shop sẽ chọn ra bạn nào chị nào có đáp án trùng với đáp án của shop nha các chị và các bạn. Con chí, con dốc, rồi một con gắn liền với tuổi thơ là con chí, nhưng mà vẫn chưa phải đáp án của mình các chị các bạn nha. Con gấu bông, con dìa, con cung. Rồi các chị và các bạn ơi, con giáp vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Giáp thứ 13. Rồi các chị và các bạn ơi, con gì đây? Con đường, con đĩa, chưa phải rồi các chị và các bạn ơi. Con chim hả? Con chim có xương đàng hoàng các chị và các bạn ơi. Con sứa vẫn chưa đúng nha. Con ốc vẫn chưa đúng các chị và các bạn nha. Con vuông vẫn chưa đúng, chưa phải đáp án của shop nè. Con tim vẫn chưa phải đáp án của shop. Con đĩa chưa phải đáp án của shop nha các chị và các bạn ơi. Rồi con lưỡi, con ve chưa phải đáp án được sắp nha. Con mắt chưa phải đáp án được sắp nha các chị và các bạn. Con rắn vẫn chưa phải đáp án được sắp. Con lươn vẫn chưa phải đáp án được sắp nha. Con sữa biển vẫn chưa phải đáp án được sắp cho các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn nào nghĩ mà mình đã đoán ra được đáp án rồi thì nhanh tay xem livestream mở shop ở chế độ công khai trên trang cá nhân để mình cùng nhau chơi mini game nha các chị và các bạn. Hoặc và xem vào ba group bất kỳ để mình cùng nhau chơi mini game. Mini game hôm nay mình sẽ trả lời cho câu hỏi con gì không có xương nha. Rồi các chị và các bạn nào đã thấy em rồi thì mình nhanh tay comment chia sẻ liền ba group và comment đáp án cho sáu chị và các bạn nha. Rồi con trên vẫn chưa phải nha. Con xuống vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Con kênh vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Nếu các chị và các bạn nào có đáp án
rồi, một đáp án rất là dễ thương luôn, cứ theo đáp nhưng mà vẫn chưa phải đáp án cuộc sống nha. Bây giờ gợi ý có hai từ đấy. Gợi ý mình có hai từ nha. Trừ chữ con ra là mình còn một từ các chị và các bạn nha. Tổng còn hai từ nha. Trừ chữ con ra là mình còn hai từ. Có nghĩa là đáp án có ba từ tổng cộng các chị và các bạn nha. Ba từ tổng cộng nha. Đáp án có ba từ tổng cộng các chị và các bạn nha. Con núi, con suối, con nghĩ đi chị, nghĩ đi chị. Ba từ đó chị, các chị và các bạn ơi. Ba từ đó đáp án cùng có ba từ. Bao gồm từ từ con là có ba từ nha. Con số, con sứa, con rắn cũng chưa phải các chị và các bạn nha. Đáp án có ba từ nha. Đáp án có ba từ các chị và các bạn nha. Con gì có ba từ đây? Con gì có ba từ mà không có xương mọi người ơi? Con gì mà không có xương mọi người thử suy nghĩ thử. Con gì không xương các chị ơi? Con gì không xương nha? Con gì không xương là câu hỏi cho em trong câu hỏi của lớp trong ngày hôm nay các chị và các bạn nha. Con gì không có xương Fairy Barret bất kỳ nha các chị và các bạn ơi. Fairy Barret bất kỳ nha. Con gì không có xương à? Bắt đầu rồi gửi luôn, đó là chữ G nha. Bắt đầu bằng chữ G. Đầu bằng chữ G các chị và các bạn nha. Bắt đầu bằng chữ G nha. Con bọ ngựa chứ phải con bạch tuộc, chứ phải con bạch tuộc, chứ phải nhà con dung đất. Vẫn chưa phải đoán của sáu các chị rồi nha. Gần đúng rồi. Gần đúng rồi các chị và các bạn ơi, gần đúng rồi nha. Con lăn quăng mà chưa phải đáp án của sáu, con bạch tuộc mà chưa phải đáp án của sáu. Cái gì? Ngựa lên. Con du mà chưa phải đáp án của sáu nha. Con câu mà chưa phải đáp án của sáu nha. Hai từ là ba từ là tổng cộng ba từ. Tính luôn từ con là ba từ nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay nha, nhanh tay nha. Nhanh tay các nhanh tay cầm lên đáp án nha. Chữ G đầu tiên các chị và các bạn nha. Chữ G đầu tiên nha. Rồi con dung đất chưa phải nha, con dao chưa phải, con mực chưa phải các chị và các bạn nha. Rồi con gì đây, con gì đây, con gì đây, con gái hả, con gái có xương mà các chị và các bạn ơi. Con gì á, con dương sáng chưa phải. Ôi mình xin chúc mừng bạn định mệnh mô cha nha. Định mệnh mô cha với đáp án con dung sáng đã là người. Comment nhanh và chính xác nhất nha. Con dung sáng là đáp án của sắp đó các chị và các bạn ơi. Rồi bây giờ em sẽ đến với chương trình Sampo 99.000 cực kỳ xinh nè. Combo như em đang mặc cực kỳ xinh đẹp chỉ với giá 99.000 thôi các chị và các bạn ơi. Và bao gồm một chiếc áo lịch vai đi kèm với đó. Một cái chân váy 3 tầng cực kỳ xinh có quần bên trong các chị và các bạn nha. Chân váy 3 tầng này có quần bên trong nha. Rất là xinh. Nguyên một combo em đang mặc chỉ có từ 250.000. Còn ở giá 99.000 áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line nha. Mỗi combo sẽ có giá 99.000 nha. Rồi chốt giúp em combo này với giá là với giá 99.000 thôi các chị. Và áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line nha. Và dưới 55kg mình có thể chốt combo này à. Và mình nhanh tay comment cho em là D11 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ à. Mã là D11 kèm số điện thoại, rồi kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt nha. Cái này các chị và các bạn có kéo lên hết mức thì mình cũng không hề thấy gì hết trơn các chị và các bạn nha. Tại vì cái này là ở trong là váy quần, rất là tiện lợi luôn các chị và các bạn nha. Rồi một combo này chỉ có giá 99.000 và áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong lần. Nhanh tay comment D11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Kết quả mini game em đã có rồi các chị và các bạn, đừng comment nữa nha. Rồi ok các chị và các bạn nhanh tay comment lấy D11 ok mơ nắng cho em địa chỉ và số điện thoại. Mơ nắng cho em địa chỉ và số điện thoại ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em là D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. D11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Rồi em chốt cho chị Đặng Trang à. Rồi Trâm ơi, cho mình địa chỉ và số điện thoại nha. Mấy cái nón có bán không? Nguyễn Di Tân ơi, nón mình có bán nha. Nón đằng sau có giá 99.000 đồng giá nón vải nha. Còn nón lên chất liệu lên thì có giá là 120.000 nha. Rồi chỉ bán trong like với giá này thôi các chị và các bạn nha. Rồi em chốt okay. Chị Phụng like cho em địa chỉ à. Phụng like cho em địa chỉ nha. Phụng like cho shop địa chỉ các chị và các bạn nha. Đặt hàng comment ngay cú pháp là D11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. D11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nhanh tay giúp shop nha mọi người nha. Và 3 ngày tới thì shop không có like. Đây là live stream cuối cùng của tuần này rồi các chị và các bạn, tranh thủ đặt hàng nha. D11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chúc các chị phương hình D11 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Kéo lên ơi, hôm nay vẫn có lên combo với quần nha. Một xíu nữa các chị và các bạn cùng hóng chờ nha. Rồi các chị và các bạn
mọi người vui lòng mua giúp Sắp với giá 250.000 bộ này nha. Bộ này sẽ có giá 250.000 khi mà kết thúc livestream nha. Trong livestream Sắp sẽ đánh 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ nha. Nhân tay comment giúp Sắp là D11 kèm rồi. Ok nha. Phụng lo nha. Các chị và các bạn nhớ cho địa chỉ cụ thể để em có thể gửi hàng cho các chị và các bạn nha. Võ Việt Quang cho em địa chỉ và số điện thoại ạ. Vẫy quần hả chị? Đúng rồi, vẫy quần các chị và các bạn nha. Vẫy quần nha. Đây một cái quần ở trong các chị và các bạn nha. Rồi con dốc, bây giờ em thích chơi mini game rồi mọi người nha. Phúc Thiên, ok, Phúc Thiên cho mình địa chỉ nha. Các chị và các bạn comment cho em D11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, mình mới có thể chốt hàng cho các chị và các bạn được nha. Vẫy quần phải không? Đúng rồi em ơi. Vẫy quần này các chị và các bạn ơi. Đây một cái quần bên trong các chị và các bạn có thấy không ạ? Rất là tiện luôn nha. Hả? Cho xem mấy cái mũ, ok các chị và các bạn nha. Xem mũ vải đúng không ạ? Mấy đây. Phụ trả lời mũ vải rất xinh nè. À. Bên em nha, mọi người. Mấy chị ơi, bên em dừng mini game rồi nha. Mấy chị đừng có mình mini game nữa nha mấy chị. Rồi các chị ơi, mũ vải đây, mũ vải cho các chị các bạn nào chốt nha. Mũ vải rất xinh luôn à. Mũ vải chỉ có 99.000 thôi nha các chị và các bạn. Mũ vải chỉ có 99.000 nha. Các chị và các bạn nhanh tay comment lấy mũ cam, comment mũ cam rồi xin hỏi. Nếu mà lấy mũ mũ dưa hấu thì comment mũ dưa hấu, còn mũ cherry comment mũ cherry nha. Rất là nhiều loại cho các chị và các bạn, nhanh tay comment nha. Rồi bây giờ chị Vy Lê ơi, chị Vy Lê lấy cái gì vậy ạ? Chị Vy Lê cho em là lấy một luôn. Cho em địa chỉ nha. Chị Vy Lê cho em địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nhanh tay comment D11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt combo D11 nha. Long Nguyễn Quang ơi, Long Nguyễn Quang, ok, Long Nguyễn Quang cho mình địa chỉ nha. Thấy em không? Thấy lên phương nha. Trình Vân cho mình địa chỉ con mực. Mọi người ơi, bây giờ sắp chuyển qua chương trình combo 99.000 nha. Mỗi combo sẽ có giá 99.000. Nhanh tay comment giúp sắp là D11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Comment đầy đủ của pháp giúp sắp nha. Bây giờ sắp đã hết mini game rồi các chị và các bạn. Ai muốn sở hữu combo mà hơn đang mang, ai muốn sở hữu combo mà hơn đang mang với giá 99.000 thì nhanh tay comment là D11 nha mọi người nha. Rồi bây giờ 10 giây cuối cùng sắp sẽ qua mẫu và sau đây chuyên mua giúp sắp bộ này với giá 250.000 mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, 10 giây cuối cùng để mình qua mẫu các chị và các bạn nha. 10 giây cuối cùng để em qua mẫu nha. Sao lại không like ạ? À? Là sao em lên phương? Chị không biết nghe tới không có like. À, chị có bên shop có việc nha. Em bên shop có việc nên là không like được nha. Các chị và các bạn ơi, nguyên combo này chỉ có giá 99.000 áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live nha. 3 ngày tới không có live nên là các chị các bạn nào muốn đặt hàng thì nhanh tay đặt trong cái livestream này nha mọi người nha. Dương Trúc ơi, mũ đen của chị Hân đang mang là 120k nha. Nhan Dương Trúc chỉ áp dụng cho livestream thôi nha. Rồi lên đây. Bây giờ mình sẽ đến với D12 luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ lên D12 luôn nha. D11 ok, chúc cho Hường Phạm. D11 ok Hường Phạm nha. Hường Phạm ok, Hường Phạm đây là bộ thứ hai của mình trong livestream này nha. Rồi ai lấy D11 nhanh tay comment nha. Bây giờ sắp qua D12 rồi nha. Chúc các chị quyết đông D11. Ok, đây cũng là bộ thứ hai của mình nha. Các bạn và các chị đặt hàng nhanh tay comment giúp sắp D11 hoặc D12 nha. Đây là D12 của bé Thương đang mang nha. Đây là D12 nha. Chúc các chị Kim Vân D11 sorry chị. Chúc các chị Kim Vân D11 rồi nha. Bây giờ sắp sẽ đến với D12 nha. D11 vô lại cho các chị còn 10 giây nữa. Giờ cô em còn các chị và các bạn ơi. Còn 10 giây nữa để mình chốt D11 nha các chị và các bạn ơi. D11 cực kỳ xinh luôn ạ. D11 là combo như không đang mang các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, D11 một cái áo trẻ vai và một chân váy tầng 3 tầng rất là xinh, có lót quần bên trong. D11 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho các chị và các bạn chốt D11 nha. Còn D12 là nguyên một combo bao gồm một chiếc áo đen sọc trắng và một cái quần váy. Quần váy nha các chị và các bạn, có phối bèo 2 tầng rất là đẹp. Nguyên một combo D12 thì comment cho em là D12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Nguyên combo có 99.000 à. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ nha các chị và các bạn ơi. Hai combo bất kỳ sẽ có giá là sẽ có giá là 99.000 mỗi combo nha. Và một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 nha các chị và các bạn ơi. Đúng rồi, mỗi bộ sẽ có giá 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ trở lên nha. D11 là mã áo cam nha. D12 là mã áo sọc mọi người nha. D11 là mã áo cam, D12 là mã áo sọc nha. Và dưới 55kg thì mình vô tư đặt bộ này nha. Dạ ok, chúc anh chị Hà Nguyễn D11. Ok, chị Hà Nguyễn comment số điện thoại giúp sắp nha chị nha. Ok, chúc cho chị Ngọc Phương D12. Chị Ngọc Phương ơi comment số điện thoại địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho Trần Nguyễn Đức D12 comment địa chỉ giúp sắp nha. D11 99.000, D12 cũng 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ trở lên trong livestream này. Giá mỗi bộ sẽ là 99.000 mọi người nha.
Tức là kết thúc livestream mình chọn được hai bộ bất kỳ, giá mỗi bộ sẽ là 99.000. Còn kết thúc livestream mình chỉ lấy có một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nhé. Rồi các chị và các bạn đã hiểu rõ về giá phía kia là bên shop chưa? Rồi cho thầy. Và các chị và các bạn ơi, bây giờ em sẽ qua mẫu khác chị với các bạn nha. Đúng rồi, bây giờ là đêm 12 nha, bây giờ chúng ta chỉ còn đêm 12 nha. Và chúc cho Minh, chúc cho Minh Phương, ok Minh Phương nha, Minh Phương đêm 11 comment rõ địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Minh Phương comment rõ địa chỉ giúp shop nha. Bây giờ mình sẽ đến với đêm 12 nha. Đêm 12 là của một bé Thương đang mang nha. Đêm 12 là sự phối hợp của một chiếc áo sơ mi như thế này, mình kèm với một chiếc chân váy. Đây là váy quần mọi người nha, váy quần nha. Cái vải rất là mềm nha, bộ này vải rất là mềm luôn nha. Lê Hà ơi, cứ chọn đi Lê Hà ơi. Đi rồi, không để sắp kiểm tra là đi chưa, nhưng mà Lê Hà cứ chọn đi nha. Nếu mà mình mua hai đơn liên tiếp thì sao sắp sẽ ưu đãi cho mình. Lê Hà cứ chọn đi nha, xong inbox sắp nhá. Rồi đây là D12 nha. D12 cái màu kem của cái váy này cực kỳ yêu luôn. Cái màu này nó rất là dễ phối đồ, và cái màu này mặc nó, cái vải này mặc nó mát lắm mọi người, thoải mái lắm. Đây là D12 nha, ai muốn lấy D12 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Và D12 sau livestream sẽ có giá là 250.000 mọi người nha. Dạ chị ơi, hai bộ không miễn ship nha chị. Tụi em đã bán 99 cho một bộ là quá ưu đãi rồi nha chị. Đúng rồi, giá gốc là bao nhiêu? Giá gốc là 250.000 một bộ, mà tụi em đã giảm xuống còn 99k một bộ thì bọn em không có miễn ship được nha chị. Đúng rồi, dưới 55kg thì vô tư mặc vừa nha mọi người nha. Dưới 55kg vô tư mặc vừa nha. Nên là VPK ơi, một bộ là giá 129k, hai bộ là giá 99k nha. Cho nên bạn ráng chọn hai bộ nha bạn. Rina Nguyễn ơi, một bộ cái bộ này là dưới 55kg là mặc vừa nha. Rina Nguyễn, Trúc Đào ơi, D11 là 99k áp dụng cho mua hai combo nha Trúc Đào. Đúng rồi, hai bộ bất kỳ mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Chốt cho Nguyễn Thúy Quỳnh D12 nha. Nguyễn Thúy Quỳnh comment cho em địa chỉ nha. Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Thành Duy chốt cho anh D12 nha, anh comment địa chỉ với em nha. Bộ nào cũng 99.000 áp dụng khi mua hai bộ bất kỳ nha chị Trúc Đào nha. Bộ D11 cũng 99, D12 cũng 99 nha. VBK ơi, có thích tỉnh nha VBK. Dạ chị số 12 á. Các bạn ơi nhanh chọn đi nào, 3 ngày nữa thì shop sẽ không like nữa đâu nha các bạn. Đúng rồi, 3 ngày nữa thì shop sẽ tạm off nên không có live stream, nên là chị nào bạn nào còn muốn sở hữu cái combo siêu xinh trong ngày hôm nay thì nhanh tay chọn nha. Bây giờ shop sẽ qua D13 trong 10 giây nữa nha. D13 sẽ được lên luôn nha. Nếu chưa thì về mua một bộ có tính 99.000 không. Lê Hà ơi, đơn của mình là đi rồi á. Bây giờ mình cứ chọn đủ hai bộ đi, shop vẫn tính cho mình 99.000 một bộ nha Lê Hà nha. Rồi các chị và các bạn ơi, bây giờ em sẽ qua một bộ D13. Và các chị và các bạn, ai chưa chốt được D11 thì comment D11 thì comment D11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Bây giờ em D12, bộ này là bộ D12. Bạn nào chưa chốt được D12 comment D12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Em qua bộ mới các chị và các bạn ơi. Ok, Ngọc Ruby. D11 cho mình địa chỉ và số điện thoại nha. Rồi. D12 ok, Ngọc Hàng Hương nha. Ngọc Hàng Hương cho mình địa chỉ nha. Cái đây váy khác đi, váy khác đi. Nào cũng được, váy nào cũng được. Rồi các chị và các bạn ơi, nguyên một combo tiếp theo bao gồm một chiếc áo hồng nha. Một chiếc áo hồng siêu xinh, một chiếc áo hồng siêu xinh trẻ vai các chị và các bạn nha. Đi kèm với đó là một cái chân váy, một cái chân váy 3 tầng ạ. 3 tầng rất đẹp luôn nha. Một chiếc áo hồng siêu xinh đi kèm với một chân váy 3 tầng. Và nguyên combo này chỉ có 99.000. Và áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line, một combo sẽ có giá 99.000. Comment cho em mã là D13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. D13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Và các chị và các bạn ơi, dưới 55kg mình vừa nha chị Chi Trần ơi. Dưới 55kg mình vừa nha. Chị sĩ ship lên Cần Thơ bao nhiêu hả? Ship lên Cần Thơ bao nhiêu đúng không? Cần Thơ 30-35.000 nha các chị và các bạn ơi. Rồi Đặng Trang, em chốt cho Đặng Trang D13 cho em địa chỉ nha. Chi Trần 51kg vừa không? 51kg mình bao vừa nha các chị và các bạn. Dưới 55kg là mình vừa nè. Rồi Hằng Ngọc Hoàng Hương mình thấy địa chỉ rồi nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em là D13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi Bảo Long Trịnh, ok Bảo Long Trịnh nha. Bảo Long Trịnh cho mình địa chỉ và số điện thoại nha. Chân váy có quần bên trong có nha các chị và các bạn ơi. Có nha. Có quần bên trong nha. Mình mặc rất thoải mái các chị và các bạn ơi. Thảo Trần, ok, chúc D13 cho Thảo Trần cho mình địa chỉ nha. Combo này rất xinh, quá xinh luôn các chị và các bạn ơi. Mai Việt Trung cho mình địa chỉ luôn nha các chị và các bạn. Thảo Trần cho mình địa chỉ luôn nha. Chị mua áo có bán không chị Thúy Nguyễn ơi?
mua áo em vẫn bán với giá 99.000 một áo nha. Nếu chị có lấy áo thì mình comment áo và số điện thoại nha. 99.000 một áo nha. Rồi Đặng Trang, ok chốt cho chị Đặng, chốt chị Đặng Trang rồi nha. Chị Đặng Trang em thấy địa chỉ chị rồi ạ. Rồi có đầm body không? Bên em không chuyên mã hàng đầm body các chị và các bạn nha. Có trong váy body thôi. Mặc váy áo thế này dễ bị. Nói vậy thì cứ blog nha các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn cứ comment mã D13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Em chuẩn bị qua mẫu số 10 giây nữa rồi các chị và các bạn ơi. Đúng rồi, nhanh tay comment D13 nha mọi người nha. Và 3 ngày tới sẽ không có livestream được. Nên chị nào bạn nào mà chưa đặt được trong livestream này thì tranh thủ đặt nha. Tại chị Thúy Nguyễn áo không có màu khác nha. Đúng rồi, áo không có màu khác nha mọi người. Sắp tập phối vào thì chắc là nó chỉ có duy nhất một màu nha mọi người nha. Rồi ai lấy D13 nữa thì nhanh tay comment giúp shop nha. Để shop qua mẫu và sau livestream vui lòng mua giúp shop với giá 250.000 mọi người nha. Nguyên Lâm ơi, có sĩ không vậy chị? Nguyên Lâm ơi, sĩ thì mình inbox nha Nguyên Lâm. Kim Hoa, mượt đêm 13 dùng đơn, ok Kim Hoa nha. Ok, chốt cho đêm Kim Hoa rồi nha. Các chị và các bạn ơi, cứ chốt hàng, cứ việc để lại mã, địa chỉ, số điện thoại. Em sẽ gửi đến tận nhà cho mình luôn. Rồi Nguyễn Ngọc Bảo Thư, ok cho mình địa chỉ nha Nguyễn Ngọc Bảo Thư ơi. Nguyễn Ngọc Bảo Thư cho mình địa chỉ nha. Các chị và các bạn ơi, chốt rất là dài dặn luôn các chị và các bạn nha. Chốt rất là dài dặn luôn nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt D13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em với. Rồi Hồ Minh Phong, chốt cho Hồ Minh Phong cho mình địa chỉ luôn Hồ Minh Phong ơi. Võ Trần Huyền Ngọc cho mình địa chỉ luôn Võ Trần Huyền Ngọc ơi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị qua D14 luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ qua D14 nha. Ok, mình sẽ qua D14 nha, kéo cái tay xuống. Rồi, D14 sẽ được lên trong 10 giây nữa nha. Hàng của em sắp cửa đi chưa ạ? Rồi nha Trần Thị Thúy Anh ơi, inbox địa chỉ rồi nhé, định mệnh qua cho, ok nha. Trần Thị Thúy Anh, ok nha. Bây giờ mình sẽ qua mẫu nha các chị các bạn. Giới thiệu bộ đó cho mọi người được nha. D14. Chào các bạn, đây là mẫu D14 nha. Với một chào các chị, đây là mẫu của D14. Là một chiếc áo baby doll nha. Với lại một chiếc quần short trắng có hai cái sọc đen đây nè. Mấy bạn có thích mẫu này thì comment giúp em D14 và comment giúp em D14 địa chỉ và số điện thoại. Đúng rồi, mã này là D14 mọi người nha, gồm một chiếc quần sọc theo cái form thể thao như thế này nha, quần kaki nha, vải kaki mềm nha. Có hai sọc thể thao như thế này, mình phối vào một chiếc áo baby doll. Thật ra một cái này về mình tách lẻ mình phối riêng cũng được nha. Quần sọc này có thể phối với áo thun, còn baby doll có thể phối với chân váy nha. Đó, cái form này rất là xinh luôn. Cái thương mặt rất là xinh. Bộ này dưới 55kg cũng vô tư đặt nha. Ai thích bộ này thì cứ nhanh tay comment giúp shop là D14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Các chị và các bạn nhớ đặt hàng thì đúng cú pháp giúp shop nha. Chứ không là mình comment lộn mã là shop lại gửi nhầm hàng là rất là sẽ bị feedback lại là ủa sao gửi nhầm hàng thì rất là tội shop. Tại vì mọi người comment nhầm mã, comment đúng mã giúp shop mọi người nha. D14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho Hạo Dương Thái nha, D14 nha. Anh comment giúp em địa chỉ vô nha. Chị đó, anh chị. Đây hả? Dạ em xin lỗi nha, chị comment giúp em địa chỉ nha. Ok, rồi chị Hoa Dương Thái nha. Ok, comment giúp sắp địa chỉ nha. Rồi D14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ chúc cho chị Phương Quỳnh. Ok, chị Phương Quỳnh comment địa chỉ giúp sắp nha. Dạ chúc cho Kim Tuyến. Ok, Kim Tuyến nha. Chị Kim Tuyến comment địa chỉ giúp sắp chị Kim Tuyến nha. Rồi mọi người ai muốn lấy D14 nữa nhanh tay comment giúp sắp D14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Cái áo baby doll thì mặc rất là thoải mái nha mọi người, rất là rộng á, cho nên mấy chị có thoải mái mà mặc nha. Đúng rồi, D14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ của mọi người nha. Và chúng ta sắp chuyển qua D15 rồi, hàng sẽ được lên cực kỳ nhanh để các chị và các bạn chọn. Chị nào chưa chọn được thì nhanh tay chọn nha. Đó, cái form này thậm chí là mình có bầu nhỏ, bầu nhẹ, các chị nào có bầu nhẹ, bầu nhỏ thì mặc vẫn rất là thoải mái nha. Mình mang với một cái chân váy, chân váy nó thoải mái một tí thì rất là xinh nha. Thậm chí đó, cái form baby doll thì rất là dễ và che bụng rất là tốt. Chị nào mà có phần bụng dưới to thì mình có thể mặc cái áo này cũng che được khuyết điểm rất là tốt nha. D14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Rồi, ok, em tiếp tục chốt cho chị Ngọc Thiên Nguyễn. Ok, chị Ngọc Thiên Nguyễn ơi, comment địa chỉ giúp shop nha. Các chị, các bạn đặt hàng nhớ comment số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Để shop làm hàng và gửi đi cho mọi người nhanh nhất nha. Các chị, các bạn thông cảm tại vì hàng mỗi ngày nó rất là nhiều nên là các chị phải có địa chỉ để em gửi hàng nhanh nhất nha. Chứ không là đi xin địa chỉ của từng chị thì rất là lâu luôn. Nên các chị thông cảm giúp em là cho số điện thoại địa chỉ luôn nha. Chốt cho chị Đỗ Nguyễn Anh Thương nha. Chị Đỗ Nguyễn An Thương cho em xin địa chỉ nha.
À, Mai Xuân ơi, một set là giá 129k, còn hai set là giá 99k nha. Nói rõ lên. Một set là có giá 129k, còn hai set trở lên có giá là 99k mỗi set các chị và các bạn nha. Rồi Đặng Tuyên, chốt cho Đặng Tuyên cho mình địa chỉ nha. Đỗ Nguyễn Anh Thư ơi, cho em địa chỉ luôn à. Đỗ Nguyễn An Thư cho em địa chỉ, em mới có thể chốt hàng cho mình nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em nha. Comment cho em mã D14 thành số điện thoại là địa chỉ, em sắp qua mẫu rồi các chị các bạn ơi. Các chị và các bạn ơi, một mã tiếp theo với một chiếc áo dọc và một chân vải nâu các chị và các bạn nha. Một chân vải nâu nơ đi kèm với đó một chiếc áo trắng sọc đen rất đẹp luôn à. Áo đen mặc Trần Khang ơi, ok chúc áo đen mặc đẹp, áo đen mở giá 99.000 nha Trần Khang ơi. Ok Trần Khang nha, mặc đại đi em, Trần mặc đại đi. Rồi các chị và các bạn ơi, nguyên combo anh đang mặc đây, một chiếc áo sơ mi sọc, một cái chân vẫy rất xinh. Nguyên một combo này dành cho các chị các bạn dưới 55kg, mua một set 129.000, mua hai set trở lên với giá 99.000 mỗi set. Mình nhanh tay comment cho shop là D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn nha. Đúng rồi, nhanh tay lấy D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment D15 nha. Và các chị các bạn ơi, thứ lỗi với mọi người là 3 ngày tới sẽ không có like được, nên chị nào chưa đặt được cái combo nào thì nhanh tay vào đặt nha. Và 3 ngày tới là không có like được nha các chị và các bạn nha. Rồi, đây là livestream cuối cùng của tuần rồi. Chị nào bạn nào cũng ơn mẫu nào hay còn những yêu cầu gì nữa thì nhớ là vào cái livestream này là mình comment cho shop biết nha. Rồi mẫu của hôm đang mang là D15 nha. Một chiếc áo sọc sơ mi có cái phần yếm nhẹ nhẹ nhẹ, yếm chạy vai phía trong nhìn rất là dễ thương luôn. Mình phối hợp một chiếc chân váy bò như thế này, bò vàng như thế này, nhìn nó vừa lịch sự nè, mà nó lại vừa có cái kiểu rất là riêng của một cái combo. Cái combo này đi chơi cũng được, thậm chí mình đi làm cũng được nha. Đó, những cái combo mà nó dễ mặc như thế này thì nên có trong tủ đồ của mình nha. Rồi D15 nhanh tay nha mọi người nha. D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn chốt nha. Rồi em chốt cho chị Bùi Trang à, em chốt cho chị Bùi Hải Yến. Comment địa chỉ giúp em chốt cho chị Group. Comment địa chỉ giúp em chốt cho chị Anh Linh, Anh Bi. Comment địa chỉ giúp em nha. Khánh Hoàng lấy D15, ok Khánh Hoàng. À, chân vải D15 có quần trong, không có quần trong em nha. Cái phần chữ A này thì mình rất là dễ mặc đồ và các chị các bạn ơi. Nói về một chút về quần trong mặc váy rất là dễ các chị và các bạn. Cứ mua ra chợ mua một cái quần trong mặc váy, quần mặc trong váy các chị và các bạn nha, chỉ có 10.000 thôi nhưng mặc được tất cả các váy. Mình không phải phụ thuộc vào váy các chị nha. Mình có một cái quần như vậy thì mình mặc tất cả các váy đều đẹp luôn nha, đều an toàn nha. Quần không váy không có sai à, đúng rồi, dưới 55kg thì mình vừa các chị và các bạn nha. Ngọc Ruby chưa có số điện thoại. Ngọc Ruby ơi, chưa có số điện thoại địa chỉ nha. 43kg mặc ba vừa nha. Hân hiện tại Hân chỉ có 45kg thôi các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em mã là D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Đúng rồi, và sắp chuẩn bị qua mẫu trong 10 giây nữa mọi người nha, chuẩn bị chuyển qua D16. Và sắp không còn nhiều mã hàng, các chị các bạn nhanh tay đặt nha. Rồi chốt cho Võ Thị Ánh Nguyệt nha. Võ Thị Ánh Nguyệt nha, quần dạ vẫy nữa không em? Có chị Như Huỳnh nha. À chị Như Huỳnh ơi, nãy em có gọi điện chị có đặt hàng mà chưa nhắn lại đúng không ạ? Gọi được. Dạ rồi, gọi được rồi, em cảm ơn nha. Rồi anh Nguyễn ơi, chị anh Nguyễn cho em địa chỉ luôn nha. Chị anh Nguyễn cho em địa chỉ luôn nha. Các chị và các bạn ơi, đặt hàng thì giúp em, nghe máy giúp em nha. Tại vì shop cũng muốn chuyển hàng sớm cho mọi người lắm, mà mọi người không nghe máy thì em không chuyển hàng sớm được cho mọi người nè. Rồi chị Đặng Trang, em chốt chị Đặng Trang luôn à. Có đầm body không? Dạ đầm body em không có nha. Shop thì chỉ chuyên áo sơ mi, chân váy các chị và các bạn ơi. Chuyên set bao gồm một áo sơ mi và chân váy thôi các chị và các bạn nha. Rồi bây giờ các chị và các bạn, em chuẩn bị qua mẫu rồi. Các chị và các bạn có chốt thì nhanh tay chốt D15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em. Okay, em cảm ơn chị Anh Nguyễn nha. Ship An Giang từ 30 đến 35 ngàn nha các chị và các bạn ơi. Rồi em chuẩn bị qua mẫu nha. Ok, bây giờ chị Quỳnh qua mẫu rồi. Rồi bây giờ mình đến với D17 mọi người nha. D17 là sự kết hợp của một chiếc áo đó sơ mi dài như thế này cùng một chiếc chân váy. Cái này là váy quần mọi người nha, đây mặc mỹ đó, dở lên cho mọi người xem luôn đó. Chân váy quần nha, chân váy quần có đúng cường như thế này đó, đúng cường hộp như thế này. Cái bộ này siêu xinh, bộ này có số lượng rất ít nha. Bộ này là D16
giới thiệu chị, mấy chị đem 16 Ủa đem 16 hả chị? Ừ đem 16. Dạ mấy chị ơi, đây là mẫu đem 16 á. Đem 16 với sự kết hợp của một chiếc áo sơ mi đen với mà lại một chiếc quần váy á mấy chị. Cái quần váy này coi dạng á, mặc rất là thoải mái luôn. Cái áo sơ mi này là chắc chị có thể kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau á. Mấy chị đặt cho em, vui lòng comment cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Dạ chị VBK ơi, cái bộ này là dưới 55kg là mặc vừa nha chị. Ok, cảm ơn chị Anh Bi, em thấy địa chỉ của mình rồi nha. Rồi nhanh tay đặt hàng nha mọi người nha. VBK ở dưới 55kg thì các chị và các bạn đặt vừa nha. Và 3 ngày tới thì sắp không có like, nên là các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng trong cái like này nha. Like này là like cuối cùng của Tùng luôn, nên là mình ưng bộ nào mình nhanh tay đặt nha. Và qua mẫu thì sau livestream mua giúp Sóc với giá 250.000 một bộ mọi người nha. Mọi người ơi, đặt hàng hạn chế hủy giúp Sóc nha, tại vì hủy nó dễ lộn đơn của mọi người lắm. Ok nha, chị đặt trang nha, nhưng mà lần sau mình hạn chế hủy giúp Sóc nha. Bộ này là đêm máy đây, đêm 16 các chị nha. D16, ai muốn sở hữu D16 thì nhanh tay comment giúp Sóc là D16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chị nào mà chưa cho địa chỉ thì cho giúp Sóc địa chỉ luôn các chị nha. Bộ này xuất sắc quá. Cái áo này form rất là đẹp nha. Cái áo này có mắt chéo chỗ này nè. Đúng rồi chị. Nó rất là lạ luôn các chị. Đúng rồi, form nó nhúng chéo như vậy nhìn rất là lạ luôn. Dạ ok chị Phạm Hương, đây là bộ thứ 3 của chị, em có địa chỉ của mình rồi nha. Rồi các chị nhanh tay đặt giúp Sóc là D16 nha. Chúc cho chị, chúc cho Nguyễn Tiến Đạt D16, ok Nguyễn Tiến Đạt, comment địa chỉ giúp Sóc nha. Các chị các bạn đặt hàng nhớ comment luôn địa chỉ nha. Rồi, cho chị Phương Hiền, ok chúc chị Phương Hiền D16, comment địa chỉ giúp Sóc luôn nha chị nha. Cái này là cái kia co dạng á mấy chị, cái này mặc rất là thoải mái luôn và rất là mềm luôn, cho nên mấy chị cứ yên tâm nha. Váy chị kia mặc có S, có size to không không ạ? Váy chị đang mặc. Các chị và các bạn ơi, khi mà đặt hàng á thì Sóc sẽ gọi điện cho mọi người nha, sẽ hỏi lại số ký của mình để Sóc biết là mình có vừa hay không, nên mọi người cứ yên tâm nha. Rồi trước khi Sóc gửi hàng thì Sóc sẽ alo cho mọi người hỏi là ủa mình có đặt cái đó đúng không, thì chị bao nhiêu ký, bạn bao nhiêu ký, sau đó Sóc mới gửi hàng nha, nên là mọi người cứ yên tâm nha. Chị lấy quần dạ quay trắng này nữa. Chị Như Huỳnh, ok hiện tại là chị lấy áo đúng không? Lấy quần luôn ạ. Ok chị Như Huỳnh, em nốt cho chị cái quần dạ váy này chị nha, là 99.000 nha. Ok chị Như Huỳnh nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua D17 nha. Rồi mình chuẩn bị chuyển qua D17 các chị và các bạn nha. D17 với sự kết hợp của một chiếc áo và có lắp yếm trắng bên trong, và đi kèm với đó là một cái chân váy nơ rất là xinh, có 3 nút các chị và các bạn nha. Chân váy em đang mặc là chân váy quần nha. Mày đem cái áo đi cho chị kia, chị trong kia thử luôn. Và nguyên một combo bao gồm lấy cái sách mới để áo và chân váy. Áo và chân váy mình sẽ có giá là 99.000 thôi các chị và các bạn nha, 99.000 thôi. Và áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line, mỗi combo sẽ có giá 99.000, còn nếu một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 ạ. Comment giúp em là D18 D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Rồi các chị và các bạn chốt thì nhanh tay chốt để em qua mẫu luôn các chị và các bạn nha. Đúng rồi, nhanh tay comment cái sách là D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Chúng ta đặt hàng trong live thì chúng ta cho sách đầy đủ thông tin với nha. Tại vì mỗi ngày đơn hàng đi rất là nhiều, nên là phải có địa chỉ thì sách mới gửi hàng nhanh nhất được. Mọi người thử tưởng tượng thử cái cảnh mà ví dụ 100 đơn hàng mà 100 anh chị chưa cho địa chỉ thì khi mà gọi điện nó rất là khó khăn luôn. Tại vì có chị không nghe máy được á, nên là cố gắng cho sách địa chỉ rõ ràng luôn nha. Số điện thoại địa chỉ thì sách sẽ gửi hàng cho mình nhanh nhất nha. Rồi D17 là mã của Hân đang mang nha mọi người nha. Lấy hai cái nha, một cái đen một cái trắng, ok chị nha. Em chốt, em nốt cho chị rồi ạ. Các chị và các bạn ơi, comment D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt combo mà em đang mặc nha các chị và các bạn ơi. Rồi em chốt cho chị Anh Bi ạ. Chị Anh Bi đã có địa chỉ và số điện thoại bên em rồi đúng không ạ? Rồi Lê Văn Hải, em chốt cho mình Lê Văn Hải nha. Lê Văn Hải cho em địa chỉ đi ạ. Hả? Kêu lên mặc cái bộ khác đi. Rồi các chị ơi, chốt D17, comment D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Em lấy chân váy đỏ này nữa nha. Ok Bùi Trang nha. Chân váy cũng là 99.000 nha các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt nguyên combo D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ chỉ với giá là 99.000 mỗi combo thôi các chị và các bạn nha. Khi các chị và các bạn mua hai combo bất kỳ trong line thì 99.000 mỗi combo, còn nếu mua một combo duy nhất 129.000 ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, em chuẩn bị qua mẫu rồi, mình nhanh tay nha. Đúng nhanh rồi. Tay chút D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha.
D17 nhanh tay comment giúp shop D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và shop chỉ còn 4 combo nữa thôi, các chị và các bạn chưa đặt được thì tranh thủ đặt nha. Đặt trong cái live này là rất là lời luôn. Và cũng như là đây là livestream cuối cùng của tuần này rồi, nên các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha, để được giá ưu đãi là 99.000 một bộ nha. Sau livestream thì vui lòng mua giúp shop với giá là 250.000 mọi người nhé. Sau livestream mình mua với giá 250.000 giúp shop các chị và các bạn nha. Chúc 250.000 nha. Ok, chúc các chị Ngọc Anh luôn nha. Ngọc Anh đây là bộ thứ hai của mình rồi nha. Chúc cho chị Phan Nguyễn luôn à. Chị Phan Nguyễn cho em địa chỉ à. Rồi chúc cho chị Ngọc Anh luôn nha. Ngọc Anh đây là bộ thứ hai và mình ok, chúc chị Kim chị Kim Duyên là shop ở đâu vậy à? Chị Kim Duyên ơi, shop ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha chị ơi. Rồi các chị và các bạn chốt đêm 17 cứ comment đêm 17 từ số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chốt cho Khôn Mát cho mình địa chỉ và số điện thoại luôn nha. Mọi người đặt hàng comment đúng cú pháp và số điện thoại địa chỉ nha các chị và các bạn nha, để sở hữu hàng, để mà mình chốt hàng nhanh nhất nha, để gửi đi cho mọi người nhận được sớm nhất. Mua hàng thì tâm lý ai cũng muốn là nhận được hàng sớm đúng không ạ? Thì nên là mình cho giúp shop đầy đủ thông tin mọi người nha. Ok, D17 còn ai muốn sở hữu D17 thì nữa thì nhanh tay giúp shop nha. Combo nào cũng đẹp, muốn mua hết quá. Chị Người Trang ơi, rất là rẻ luôn, chỉ 99.000 mỗi combo thôi. Nên áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong live, nên chị cứ thoải mái mà chốt nha. Tại vì 3 ngày nữa em cũng không có live được đâu mọi người ơi. Nên các chị và các bạn mình tranh thủ nha, shopping bù trong 3 ngày tới nha. 3 ngày tới là shop em không live nữa rồi. D17 đẹp quá, em cảm ơn chị Lily Vũ nha. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt hàng cứ comment D17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi heo Thương Dương Thái, heo Dương Thái. Rồi bây giờ qua mẫu. Hao Dương Thái cho em địa chỉ nha. Chờ anh Bi rồi. Rồi chốt cho anh Bi rồi à. Em nốt lên là Minh Tú cho mình địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn ơi, em chuẩn bị qua mẫu tiếp theo rồi. Các chị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để ngắm mẫu tiếp theo chưa ạ? D18 chuẩn bị qua trong vài giây nữa nha các chị và các bạn. Rồi bây giờ mình qua D18 các chị và các bạn nha. D18 là sự phối hợp của một chiếc áo bèo trễ vai như thế này đó. Mình là chấm bi, mùa hè này chấm bi đang lên ngôi mọi người nhá. Và chưa có trong tủ đồ chấm bi thì nhanh tay bổ sung cho tủ đồ của mình nhá. Chấm bi như thế này rất là xinh nha. Bộ này là D18 và cũng dưới 55kg vô tư mặt nha. Thật ra cái bộ này mình tròn người mình mặc cũng rất là dễ thương nha. Không cần phải ốm mặt trễ vai mới được đâu. Mình tròn người một tí, cái mình chỉ cần để nhẹ cái phần vai, độ nhẹ cái phần vai là nhìn người mình nó sẽ thon đi đó. Nó sẽ thon thả hơn. Bộ này rất là xinh nha, là D18 nha. Và rất phù hợp với các chị và các bạn nào có dưới 55kg nha. Dưới 55kg thì vô tư đặt bộ này nha. Bộ này là D18. Rồi nhanh tay đặt giúp shop là D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. D18 đặt mã là gì? Mấy anh chị ơi, mẫu em đang mặc là mẫu D18 nha. Mấy anh chị chốt hàng vui lòng comment cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. À. Đúng rồi, Minh Tú ơi comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Rồi chúc cho chị Phương Hiền thêm bộ D18 thứ hai nha. Ok chị Phương Hiền nha, đây là mã thứ hai của mình nha. Rồi chị nào, bạn nào hoặc là em nào muốn sở hữu D18 thì nhanh tay chúng ta comment D18 nha. Và sắp chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng của livestream này thôi, chúng ta tranh thủ đặt hàng mọi người nha. 3 mã hàng cuối cùng của livestream này ạ. Ok chúc chị Vy Lê. Ok em chúc cho chị Vy Lê nha. Chị Vy Lê comment cho em xin địa chỉ nha. Còn ai muốn chốt bộ D18 này không ạ? À? Bộ D18 này rất là xinh luôn, cái chân váy nó rất là dễ thương luôn ạ. À. Chân váy có quần bên trong nha mọi người, nên mọi người an tâm nha. Đúng rồi, chân váy mà có quần bên trong mà tennis như thế này thì mình cứ vô tư mình bay nhảy, thậm chí mình chơi rồi. Mình chơi nhảy dây, mình chơi bóng chuyền cũng được luôn nha. Rồi D18 nha, vào sắp sắp chuyển qua D19 và sắp chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng rồi thôi. Các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha. 3 mã hàng cuối cùng sẽ là 3 siêu phẩm nữa sẽ được lên. Và nếu mà mình đặt sau live thì mỗi bộ sẽ có giá là 250.000 mọi người nha. Nên là chúng ta tranh thủ đặt trong cái lúc mà livestream đang diễn ra mọi người nha. D18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok, chúc các chị Ngọc Huyền. Ngọc Huyền ơi, mình comment rõ giúp shop cái địa chỉ nha. Tại vì cái địa chỉ như vậy thì shop không có gửi được. Mọi người comment địa chỉ giúp shop á thì comment rõ giúp shop nha. Tức là mình ở thôn thì mình comment là thôn, xã, huyện gì, tỉnh gì. Còn nếu mình ở thành phố thì mình comment số nhà, tên đường nha. Đó, địa chỉ mà phải rõ ràng thì shop mới gửi được. Nên là cố gắng comment địa chỉ rõ giúp shop nha. Chúc cho Giang Lê Minh nha. Giang Lê Minh comment cho em xin địa chỉ ạ. À. Đúng rồi, ok các chị các bạn comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Và sau đây mẫu rồi mấy anh chị các bạn
15 comment nhanh lên. Ừ. À, chốt cho Jerry Trần nha. Jerry Trần cho em xin địa chỉ ạ. Đúng rồi. Và các chị và các bạn ơi, sau livestream giả sử chị nào bạn nào vào trễ quá, bây giờ mình mới đặt được á, sau livestream có thể xem lại nha mọi người nha. Sau livestream có thể xem lại và chọn thêm một bộ nữa nha, tại vì mình vào trễ thì mình không có xem được những cái bộ đầu á, thì mình có thể xem lại để chọn thêm một bộ tiếp theo nha. Ok, em chốt cho Tà Thanh nha. Tà Thanh cho em xin địa chỉ ạ. Dạ bây giờ em qua mẫu D19. Các chị và các bạn ơi, mẫu D19 nha các chị và các bạn ơi. D19 nguyên một combo bao gồm một chiếc áo trễ vai, và có nhúng ở eo rất là xinh nha các chị và các bạn. Đi kèm với đó là một chân vải quần ạ. Một chân vải quần rất là xinh nha. Chân vải quần và có nút các chị và các bạn và có ngọc trai đính kèm các chị và các bạn nha. Nguyên một combo như em đang mặc, chỉ có giá 99.000 và áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line, một combo sẽ có giá là 99.000, còn nếu mua một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Comment C19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. C19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nếu các chị và các bạn chốt nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt để em qua mẫu luôn các chị và các bạn nha. Ok, em chốt cho chị Nguyễn Thảo ơi, cho em địa chỉ luôn nha. Rồi em chốt cho chị Hoa Vân cho em địa chỉ luôn nha chị Hoa Vân ơi. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em nếu các chị và các bạn chốt D19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ áo không bao nhiêu, áo không 199.000 nha các chị và các bạn ơi. Còn hai mã cuối cùng thôi nên mình tranh thủ chốt các chị và các bạn nha. D19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. D19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha các chị và các bạn. Ok, chốt cho chị Thu Thủy à. Chốt cho chị Thu Thủy nha. Em chốt chị Thu Thủy rồi nha. Rồi các chị và các bạn ơi, tranh thủ chốt đi các chị và các bạn ơi. Em chuẩn bị qua mẫu rồi nha. Em chuẩn bị qua mẫu là giá sẽ về giá gốc 250.000 các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn nhanh tay comment cho em nha. Rồi các chị và các bạn nha, các chị và các bạn nhớ bạn nhìn nào chị nào đã mua hàng rồi cho em địa chỉ liền nha. Còn hai mã cuối cùng để mình có thể chốt hàng nha các chị và các bạn ơi. Còn hai mã cuối cùng lưu ý là 99.000 một combo, mỗi combo áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line nha. Còn nếu một combo duy nhất thì có giá là 129.000 ạ. Rồi em chuẩn bị qua mẫu luôn rồi các chị và các bạn ơi. Còn hai mẫu cuối cùng các chị và các bạn nhanh tay đặt nha các chị và các bạn ơi. Ok, chị Thủy nha. Em thấy thì chị Thủy rồi ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, một bộ cuối cùng, một siêu phẩm cuối cùng của bên em nữa đó là một chiếc áo truyền tranh đi kèm với một cái chân váy các chị và các bạn nha. Một chiếc áo truyền tranh đi kèm với đó một cái chân váy quần có nơ rất xinh. Thích shop này và bà chủ nói chuyện rất dễ thương, có tiền mua vé thân về nuôi Thi Thi. Cảm ơn chị Như Huỳnh. Em không có quay shop mua vé thân gì nhưng mà em không có bán mẫu mọi người ơi, chị chủ không có chuyện bán mẫu đâu. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn mà chốt cái combo như bạn thương, như bé Thương đang mặc thì mình nhanh tay chốt cho shop mã A12 kèm số điện thoại A20 kèm số điện thoại D20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. D20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chị ơi bây giờ đặt lại set D11 được không? Chị Thảo Trần ơi, chị Thảo Trần comment cho em địa chỉ với số điện thoại đi để em để lại cho chị nha. Còn sót lại cái set D11 nào em để lại cho chị luôn nè. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào mà còn muốn đặt những bộ trước thì mình cứ comment cho shop, còn thì mình sẽ gọi xác nhận cho chị, các chị và các bạn rồi luôn nha. Rồi các chị và các bạn, combo của em, combo của bé Thương đang mặc chị với giá 99.000 áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line các chị và các bạn nha, thì mỗi combo 99.000, còn một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Các chị và các bạn nhanh tay comment giúp em là D20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Còn bộ của em là D19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Rồi chúng ta chỉ còn 1-2 phút cho livestream này nữa thôi. Các chị và các bạn có muốn nhắn nhủ gì với shop không? Tại vì 3 ngày tới là shop không có like các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn nào còn muốn nhắn nhủ gì nữa thì comment cho shop nha. Các chị và các bạn ơi, còn muốn nhắn nhủ gì thì cứ comment cho shop biết các chị và các bạn nha. Chị đây Huy Hoàng ơi.
Các chị và các bạn muốn nhắn nhủ gì thì cứ comment cho Shop biết mọi người nha. Shop sẽ ghi nhận tất cả những lời nhắn của các chị và các bạn nha. 3 ngày nữa Shop sẽ không còn like nữa các chị và các bạn nha. 3 ngày nữa Shop sẽ off. Và hẹn gặp lại các chị và các bạn vào ngày thứ 2 tuần sau nha. Thì các chị và các bạn hãy đón xem Shop siêu Shop nha. Và các chị các bạn nào hôm nay mình mới chỉ đặt được một like thì mình có thể một set thì mình có thể đặt thêm một set nữa khi coi lại livestream nha. Dạ, em cảm ơn chị Thảo Trần ạ. Em thấy địa chỉ của chị Thảo Trần rồi, nhắc chi mai quận Tân Bình, ok chị nha. Rồi, đặt một bộ rồi một bộ mình sẽ lại inbox được được nha. Được. Ngọc Hân luôn nha. Ngọc Hàng luôn nha. Hàng Hương ơi. Ngọc Hàng Hương. Em không thấy chữ. Xin lỗi em nha, cho chị không thấy chữ. Chị không thấy rõ, chị đứng xa, chị không thấy rõ, tôi lại like xem chậm hay một nữa. Vẫn được nha mọi người ơi. Chỉ cần mình có chốt một mẫu trong like, sau đó mình chốt thêm một mẫu nữa vào khi đã kết thúc like vẫn được nha. Đúng vẫn rồi. Được tính 9.000 nha các chị và các bạn ơi. Rồi D20, em chốt cho chị bật Đặng Trang ạ. Đặng Trang D20 ạ. Comment địa chỉ và số điện thoại giúp em nha. Ok, các chị và các bạn ơi, còn ai muốn lấy D20 nữa thì nhanh tay comment nha. Và sắp kết thúc livestream và 3 ngày nữa sắp không có like nên chị nào bạn nào còn muốn đặt hàng thì nhanh tay giúp sắp nha. Chị kia tên gì về chị Hân? Chị kia tên Hương nha. Đúng rồi, giới thiệu chị Hương. Đây là chị Hương, còn đây là chị Hân nha. Rồi ok mọi người ơi, còn muốn hỏi gì nhắn nhủ gì với Shop không? Shop chuẩn bị tắt like nha. Và nếu chị nào bạn nào mới có được một combo thì sau livestream nhanh chóng inbox cho Shop một bộ nữa nha. Còn nếu mình không inbox thì một bộ sẽ có giá là 129.000 mọi người nha. Nếu chị nào bạn nào mới có đặt một bộ thôi, nhanh tay kết thúc cái livestream này inbox cho Shop liền nha, trong 15 phút sau khi kết thúc like mọi người nha. Nếu mà mình không có muốn chọn bộ nào nữa, mình chỉ mua một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Ok, bây giờ mình tạm biệt mọi người nha. Và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye. Tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày thứ 2. Đừng quên xem like của Siêu Shop nha. Tạm biệt.